lại đó. Là làm gì? Cái này là cũng như các bạn ta mình biết mọi người nó không có thể nào mà nó giảm thôi. Long An không Cần Thơ, không Cần Thơ là nghe mình nói chuyện thôi. Chưa nói một không anh? Rồi anh chảo phao ra ngoài đi, chừng nào chơi nhau phải kêu tên. Đây có phao. Tại đây, phải đường đua số 1 không? Em là đường đua số 1, đường đua số 2, đường đua số 3, đường đua số 4 nha. Còn Vĩnh Long là số 3. Làm nguyên cái ga mà để chở vỏ. Rồi, xuống.
lúc nào xuống thì dính máy lên. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.